ได้ๆๆๆ จัดๆๆๆๆ Khả năng là như con này có thể là ở nhà chúng của nó là nó thả nhiều. Tiến lên, đang đứng ở cái vị trí này là cái vị trí vừa. Nào, gặm vào tay ra là ta đấm vào đấy nha, chứ không phải chuyện đùa đâu. Tiến lên đây. Vàng mõm đen sang chơi với em đấy hai hôm. Hôm nay này em ấy đã chịu để cho đeo xích vào cổ. Lòi đi thôi. Có cái gì mà xích đây làm gì đâu. Đó. Xích ở trên đeo xích là cái chuyện nó bình thường quá. Xích đây này. Đây này. Rồi bỏ xích ra là có khi là này, chuồn luôn đây này. Chạy thì một phát thì chạy luôn. Ở đây cũng vừa là vừa. Không, anh lùi lại chứ không phải là mày lùi lại. Đem đứng yên ở đấy, đứng yên đấy. Đúng rồi, đứng phải ngang nhau thì mới được. Ok, đấy, thế ai làm gì đâu. Đâu ai làm gì đâu, đây là để cho nó quen dần, cho nó gọi là an toàn. Thực ra cái con này là cái hôm mà mình bắt về đấy là tôi lồi đi ra tí. Lồi đây. Đúng vậy, đúng vậy. Này hôm đầu tiên mình bắt về đấy là đã sờ nó rồi. À, có thể nó về đây nó có thay đổi cái chỗ ở mới, là nó có một cái độ nó bị hỏa như thế nào đấy, thành ra là hai hôm sau sang là nó không cho sờ. Nhưng mới gần đây thì mới thả nó chơi chung với bọn này, và hai lần gần đây sang quay video là nó có lượn qua người thì hôm nay là nó cho sờ vào rồi. Đây là hôm nay là để chủ động cho đeo xích và cỏ đấy, chứ không phải ấy đâu, nhưng mà nó vẫn là theo kiểu nó gọi là bắn nhắn và vẫn có một cái độ đề phòng. Không như là mấy con này, giả sử như mấy con này nó cứ chui vào luôn người này. À, đây đấy, bảo là thế là nó quay ra liếm tay đấy. À, bảo là thế là nó quay ra liếm tay để mà kiểu gì đấy. Thế lúc trước ở nhà cũ là chủ mày không đeo xích cho mày ấy, hả? Không đeo xích cho đen à? À? Vì mấy con kia ấy chỉ cần đeo cái dây này vào này là con nào muốn dắt đi đâu thì dắt. Đây thì đeo dây vào thì lại phản đối à, cũng không phải phản đối hẳn, nhưng mà nó không có không có gọi là theo kiểu như là tự tin như mấy con kia. Có khả năng là con này có thể lúc trước là ở nhà cũ của nó là chú nó thả nó chỉ một tí thôi, khi mà đã quen rồi thì là thoải mái nữa. À, chạm tay thoải mái là đưa xem cái răng xem lợi xem thế nào. Tiến vai làm gì nguy hiểm gì đâu. À, nhìn hàm răng à, đẹp chưa? Ok, răng là sẽ đủ hết. Răng là đẹp nhất. Đấy, giật. Kinh. Không, nhưng mà anh xích luôn vào trong chuồng xong anh từ mai anh dắt ra vài ngày cho nó quen. Không cần, nó đã như thế này thì lần sau là nó chỉ cần một lần như này thôi, là lần sau là có thể vào đeo xích cho nó luôn. Nhưng mà với con này như thế là không được theo kiểu là không được theo kiểu vội với nó. Đấy, đây này, thực ra mà khi ra như này nó chủ động liếm tay mình chứ nó có ấy đâu. Còn cái kiểu cắn như vừa rồi đấy là không có sợ con chó nó cắn nhanh nhá. Tức là cái kiểu mà nó lùi nó đớp như thế là cái kiểu gọi là theo kiểu gọi là cắn theo kiểu gọi là không phải là chủ động tấn công, hơn phản đối thôi. Đấy, chứ không phải cắn giữ. Cái kiểu cắn giữ nó khác nhá. Cái còn cái kiểu gặm như này là nó gặm rồi nó nhả, chứ nó không phải là nó cắn theo cái kiểu là ấy đâu. Còn mấy hôm đầu đấy mà nó đề phòng nó sủa như thế thì nếu mà thò tay vào thì nó sẽ cắn. Mấy hôm đầu mà nó có tụt lùi góc chuồng ấy thì mấy hôm đấy thì là không ấy được. Chứ còn cái kiểu mà nó nhá. Ra. Hai con kia đi ra đi, để tao quay con đen một tí đã. Hai con kia đi ra khỏi cái khung hình đi. Thích vào TV. Lồi. Đây này. Lồi này, lồi mà đây thế lồi đứng cạnh đen đi, đen xích ra đây đứng với lại chị lồi này. Đây, con lồi đứng sát vào đây. À.
Đây, nhìn hai con này, nhìn nó chênh lệch hẳn nhau. Bởi vì con đen này là cái nó rất là cao. Con này là con nào mà là cái khung của nó rất là cao. Lồi này thì cái cân của lồi là nó chỉ có 17 cân thôi. Nhìn nó chênh lệch hai con chó nhìn trông nó to bé nó chênh hẳn nhau luôn. Sao em đã muốn vào á? Bảo thì đi. Cái việc sờ tay vào mồm con chó người ta gọi là nhận chó vó ngựa, nhưng mà đấy con chó khi mà nó đã ok với mình rồi sờ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đây, hai con này đúng là một con khung to, một con để xích ra đây ở không thích lên tivi à? Một con khung to và một con khung bé này là nhìn được cả toàn bộ người của con chó. Tiến lên, đang đứng ở cái vị trí này là cái vị trí vừa nào, gặm vào tay ra là ta đấm vào đấy nha, chứ không phải chuyện đùa đâu. Tiến lên đây. Ba vừa vặn. Tiến lên đây, ngồi cái này, đang ngồi cái này, thích ngồi cái này à? Không thích ngồi cái này à? Hả? Còn hầm thế này chính lại mấy bạn cứ ngồi bên này đi. Bên này. Đây, được chưa? Đúng ý chưa? Ngồi như này. Thế này thì lại thành hơi xa một tí. Cũng được. Được chưa? Được. Hơi xa. Nhìn nó hơi bé. Đó, khi mà mọi người nuôi con chó ấy, mà cái con chó mà nó ok ấy, thì cái việc mà nó có phản đối như thế, nhưng mà nó con chó nó sẽ không chủ động nó tấn công mình đâu. Nó, cái việc mà con chó nó tấn công mình không phải nghĩ. Chứ nếu mà mọi người mà cứ thấy cái con chó mà nó thấy nó có một cái đồ phản đối cái, thì mọi người đang nghĩ là sợ nó cắn mình, nó không có cắn đâu. Nó cắn hay không thì nó cái thái độ của nó theo kiểu ngay. Còn bình thường nếu mà như thế này nhá, mà nó có gặm ấy, thì nó là gặm chứ nó không phải là cắn. Nhưng mà nó bập vào phát là nhả ra ngay và nó sẽ không bao giờ làm mình chảy máu cả. Cái đấy là cứ yên tâm một điều là như thế. Bởi vì đấy là cái kiểu phản đối của chúng nó thôi, chứ nó không phải là tấn công. Đây, nhìn răng trắng chưa? Cái mũi nó đen, nhìn răng trắng thế. Tụt lụt. Đi xích lên đây, xích lên đây. Xích lên một tí rồi dừng lại là vừa. Này, cái này nè. Này nhá, như chúng nó ấy, là khi anh dắt xích ấy, là chúng nó còn phải đi đằng trước nhá. Chứ không phải là chờ dắt để đi đằng sau mà cứ tụt lại đằng sau đâu, cứ càng dắt càng tụt thôi. Người ta là dắt là nó phải đi tiến lên đằng trước chứ không phải là tụt lại đằng sau. Như con này là chưa đẻ lần nào đâu anh ạ. Chưa đấy. Chưa. Đã xuống giấm đâu. Thì không, tức là vậy mình khả năng lần này xuống giấm là nó cũng chưa đẻ lần nào ấy. Khả năng đợt cái này ti của nó là nó vẫn còn đang sẹp nguyên, cái bẻ ti của nó vẫn đang sẹp nguyên. Khả năng đợt này là chứ... gì? Khả năng đợt này là xuống giống. Chứ bình thường, thay lông đợt này bình thường ở trên bản là nó sẽ cho đẻ rất sớm, lên giống lần đầu tiên nó cho đẻ luôn. À. Tức là có thể là con chó 6 tháng 7 tháng lên giống cái là nó cho đẻ luôn rồi. Đây, như con này như thế này, như con này nó còn chưa đẻ này. Rồi rồi nằm xuống đi, nằm xuống thì sao bụng ra. Con gái còn gớm, rõ là cao to mặt thì. Mũi thì đen, nhìn trông cũng là đại ca, cũng này kia đấy mà. Bảo tao ở lại. Sợ, mũi thì nát chết. Sợ gì? Ai là gì đâu mà sợ. Con này em nghĩ là khả năng có thể là do cái lúc bắt nó. Kinh. Không, có thể do lúc bắt từ lúc chuyển ở trên bán về ấy. Mà làm cho nó cũng có một cái độ hoảng. Mà khi về đây ấy, là chạy mình đi nhiều gió mới con rốt, có thể nó sủa hoặc gì đấy. Sợ là nó cũng làm cho có độ hoảng. Bởi vì khi mà đón nó ra từ cái lồng mà tháo ra là em là cái người dắt xích đeo xích vào cỏ cho nó mà thò tay vào xa nó bình thường. Tức là nó, cái thái độ của nó lúc đấy con nào mà nó như nào biết ngay. Con này nó đâu lúc đấy nó đâu có nhát đâu. Thì ra nó giấm lát mình ngay. Không hiểu là lý do gì mà hai hôm sau thì không cho mình sờ. Để mình cái lồng dụng được. Vàng đại ca này là mấy con kia nó vào rồi, chúng ta đi lên trên hả? Chúng ta quay cho nó gần. Mấy con kia nó vào rồi. Đó, xích giờ thì xích lại đây. Để cho nó gần. Tiến lại, lùi lại đây một tí. Đó,
để cho cả người nó vào trong tivi kìa, vẫn chưa vào được cả người. Rồi, ok, ngồi đấy, đấy là vừa. Yên đấy, đứng yên đấy. Đang thay lông đó. Thay đợt này là gì đấy? Thay đợt này lên giống là đẹp, bởi vì thời tiết này là... mùa này là đẹp. Đợt này thì là cọc tịt, à, nhìn cái đầu chấm đuôi này. Tịt, có tí đuôi này như con sẹo. Con này nó đỏ, nó theo kiểu là, nó vàng, nó theo kiểu nó là theo kiểu vàng cháy. Vàng này là vàng cháy hẳn. Còn như sẹo với lõm là nó là vàng rực. Con này là nó vàng nhưng nó có một cái độ sậm, sậm cái màu lông. Em cái này nếu mà nói đúng ra là đánh giá là một em cái rất là cao to. À, nếu mà về cái khung người thì cao dài là ok, nhưng mà cái bụng của em hơi hót. À, cái bụng của em nó là hơi hót. Mặt mũi thì cũng là ok thôi. Đây, ngàn cái mặt này. Chấm cho em mấy điểm. Thế bây giờ thích ở ngoài chơi hay là vào trong chuồng? Hả? Bây giờ thích ở ngoài chơi hay vào trong chuồng? Xích ra đây xem nào. Bây giờ lại quay mông vào đại hội thế ạ. Vào trong chuồng á? Có vào không? Hay là đi vệ sinh? Gọi tên em tên là Đen nhá. Đen nhớ tên chưa? Ở nhà cũ gọi tên là gì thì em không biết nhá. Về đây thì anh gọi tên là Đen nhé, nhớ tên chưa, nhớ nha. Lần sau khi nào mà gọi Đen đấy là phải biết đường ra anh chưa. Nhớ tên đấy, chỉ nói một lần đấy là phải nhớ. Bởi vì là lớn rồi, to rồi. Nhắc tên một lần là phải nhớ ngay tên. Lần sau anh gọi là phải ra. Thì không cần phải đeo cái móc xích này vào cổ nó khó chịu, không cần thiết phải móc xích, nhưng mà gọi là phải ra thì được, chứ không là gọi ra thì cứ nút qua ai làm gì mà phải nút. Ok, vào đây vào thì là nét lắm, phi vào chuồng luôn. Tháo xích ra là phi vào chuồng luôn, nó đang ở trong chuồng mà chưa đến giờ ra chơi. Bình thường cho nó ra cả một loạt mấy con với nhau. Là cho nên là bây giờ là cho nó vào trong chuồng và nó vào luôn. À, mọi người thích chó cọc, thích chó Bắc Hà thì đăng ký kênh để xem video mới. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.